Xin chào các anh em nha, video trước mình hướng dẫn anh em tham gia một chương trình góp từ sàn Rate.io thì nhận 1.000 UTS và một cái video là hướng dẫn nhận 500 thêm 500 UTS là 1.500 UTS nha bạn. Thì hiện tại trên sàn Rate đã trả lãi cho mình là theo một tuần lễ thì mình đã nhận được 8,9 USDT các bạn, khoảng có 9 đô ạ. Thì để rút được một cái tiền lãi này thì các bạn nào theo mình không ạ? Thì các bạn bấm qua một thị trường nè. Thì các bạn gõ vào từ khóa là TDS nha bạn. Thì các bạn bấm qua TDS chợ USDT nè các bạn. John. Thì các bạn thâu giùm mình cái đồng, các bạn bấm vào mục mua vào nè các bạn. Các bạn mua giùm mình cái đồng TDS hết trơn nha các bạn. Lựa giá thấp nhất các bạn. 0.054 hay 6. Rồi. Các bạn bấm 100 mát nha các bạn. Rồi các bạn bấm mua vào nha các bạn. Rồi các bạn xác nhận nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn nhập mật khẩu thanh toán của mình vào nha các bạn. Rồi bạn bấm xác nhận nha các bạn. Ok, vậy mình qua bên tài sản của mình kìa. Các bạn lót lại nha bạn. Thì các bạn qua một tài sản bạn thì sẽ thấy được mình đã được 1864 đồng tốc càng TDS. Thì các bạn chỉ bấm vào một cúp tiền nha các bạn. Thì các bạn dùng rút về địa chỉ với John Lin nha các bạn. Thì mình mở địa chỉ với John Lin mình ra nè các bạn. Kèo này khá là ngon mà hiện tại còn làm được nha các bạn. Sau khi bấm mở địa chỉ John, bấm reset nè. Các bạn copy địa chỉ này giúp mình nha các bạn. Các bạn địa chỉ cúp tiền các bạn. Dán địa chỉ vào đây. Cúp tiền vào địa chỉ. Số tiền thì bạn bấm nút tất cả nha các bạn. Asset ví dụ anh em. Rồi các bạn bấm nút yêu cầu cúp tiền các bạn. Rồi các bạn xác nhận cúp tiền các bạn. Thì nó gửi về một cái email vào, các bạn điền một cái mật khẩu thanh toán vào nha các bạn. Nó thực thật nè các bạn. Rồi nó sẽ gửi về cho bạn một cái địa chỉ email nha các bạn. Kèo này khá là ngon. Chỉ cần đăng ký một cái tài khoản nhận được tận 9 đô. Rồi các bạn mở địa chỉ email mình ra nha các bạn. Thì các bạn copy cái mã này các bạn. 906529. 906529. Rồi các bạn watch vào đây nha các bạn. 906529. Rồi các bạn bấm nút xác nhận nha các bạn. Như vậy mình đã rút tiền thành công 164 đồng token TDS nha các bạn. Thì mình mở địa chỉ trên liên rồi kiểm tra có nhận được chưa nha các bạn. Ok, mà đã nhận được về 1646 TDS các bạn. Có khoảng sụp xuống rồi các bạn. Ok, vậy video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.